Em Ngọc Hữu Ô Tô xin kính chào toàn thể anh chị lại quay trở lại với channel YouTube của em, và thay mặt cho toàn thể anh em làm ô tô tại trường ô tô Tây Nguyên, kính chúc anh chị trên khắp mọi miền có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những xe mới nhất từ kênh YouTube bên em, cũng như giá xe phân khúc gia đình chính hiệu tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và trong ngày hôm nay xin gửi đến chị một phiên bản đến từ Hyundai, chiếc Hyundai Sonet sản xuất vào năm 2012 và đăng ký lăn bánh tại Việt Nam mình năm 2013, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nha anh chị nha. Chiếc xe này sử dụng động cơ 2.0 xăng và mẫu mã rất là đẹp, cũng như là chất lượng của chiếc xe cực tốt luôn. Về phần mặt ga lăng thì ga lăng ưa nhìn, và chiếc xe Sonet này là lần đầu tiên được xuất hiện trên kênh của em, và đây là clip đầu tiên cho dòng Hyundai Sonet. Điều đầu tiên về phần cụm đèn chiếc xe này rất là đẹp. Được thiết kế chúng ta sẽ có một cây bi ở bên trong này, cũng như là một cái viền chrome ôm theo khuyết trên này nha. Còn mặt ga lăng thì toàn bộ mặt ga lăng chrome rất là ưa nhìn, gần giống như Santa Fe nha anh chị nha. Đèn sương mù, đèn cản thì sử dụng bằng bóng halogen, trợ sáng halogen trên xe này. Có thích hợp thêm đó là hệ thống xi nhan trên gương chiếu hậu, cân bằng điện tử, và phiên bản này lên đến 10 túi khí nha anh chị nha. 4 thắng đĩa cân bằng điện tử, hệ thống ABS, treo điện, kèm thêm đó bộ đôi sunroof cửa sổ trời, có thêm mở khóa một chạm trên chiếc xe. Kèm theo đó chúng ta sẽ có cặp ghế trước, hai ghế chỉnh điện và một cái động cơ hộp số 6 cấp nha anh chị nha. 6 cấp. Và trên phiên bản này chúng ta có 10 túi khí, bao gồm một cặp túi hai bên nha, chủ A hai túi, hai ghế giữ ghế tài và ghế phụ hai túi, một túi bên vô lăng và một túi bên phụ, là tổng cộng nguyên khoang lái trước này chúng ta đã có tổng cộng là 6 túi rồi. Trụ B này, phần trụ B trên này đây anh chị, một cặp túi ở trên trụ B nữa, đó là chúng ta có 8 túi, và một cặp túi ở trụ C. Là trên phiên bản này tuy là một chiếc 5 chỗ, chúng ta có 10 túi khí nha anh chị nha. Hàng nhập. Đó, kính chỉnh điện, gập điện. Đó, gập điện. Đó. Hệ thống cốp thì xe này chúng ta chỉ cần bấm nút ở trên remote nha, là cốp sẽ tự động mở, và có một cái phần nút mở cốp ở bên trên, và khoang cốp cực kỳ rộng rãi luôn. Thì Sonet nằm trong cái phân khúc sedan hạng C, hạng D thưa anh chị, cực kỳ chất rồi, ngang với Camry và Optima nha. Đó, lường cực kỳ đẹp. Đó, trụ cuối nè, bon tĩnh điện rõ ràng nha. Và phần nỉ này cực kỳ tươi mới. Xe này thì sơ cua thì cũng đã lăn rồi nha anh chị nha, nhưng mà chất xe thì đang còn rất là tốt. Sơ cua thì đã lăn rồi và chất xe rất là tốt. Xe đã được lên full cách âm rồi nha anh chị nha, full cách âm rồi, và đồ nghề dường như là rất là ít xài, không xài tới. Thêm đó, đóng cửa cực kỳ tốt luôn, rất nhẹ nhàng. Và trên option chiếc xe này chúng ta sẽ có 4 con cảm biến lùi, 4 cảm biến lùi. Và tình trạng option trên xe thì trong nội thất sẽ là option ring. Độ hở của cản tốt, hơi trời chút xíu chỗ này. Và nhờ thế anh chị biết sân ring luôn, nếu anh chị nào cần em sẽ giảm lại phần này cho anh chị. Hệ thống mâm thì xe này hệ thống mâm cực kỳ là to luôn, 18 inch. Mâm 18 inch nha anh chị nha. Đó, đa chấu 18 inch. Và chúng ta có một cái viền inox giữa hai bên từ bên trên này, kéo thẳng từ phần kính cuối và chạy thẳng ra lên tới bên trên phần đầu đèn luôn, làm chiếc xe rất là sáng nha, cực kỳ sáng và sang trọng luôn. Đang mang biển số đó là 77A01922, rất là tốt luôn. Và ngang với chiếc Camry mà hôm vừa rồi em có quay cho anh chị, mức giá 450 triệu. Và xe này 10 túi khí, hơn dàn túi khí hơn rất là nhiều luôn. Chỉ có đâu đó 485 triệu cho chiếc xe này. Giá đã bao gồm phí rút hồ sơ cho anh chị nha. Chúng ta tiết kiệm được một dàn phin, đâu đó khoảng 8 triệu cho chiếc xe này. Hai ghế chỉnh điện, úi dồi ôi. Và nguyên cái dàn cửa sổ trời này. Chúng ta có hai sunroof. Và hệ thống giải trí chiếc xe này chúng ta được trang bị 1, 2, 3, 4, 6 loa. 6 loa, 10 túi khí, 2 cửa sổ trời, 2 ghế chỉnh điện, cốp siêu rộng. Và thuộc sedan phân khúc hạng D.
Ngày trước mua lăn bánh xe này đâu đó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ 3. Nằm vào phân khúc 1 tỷ 3 nha anh chị nha. Nhưng hiện tại bây giờ sau 7 năm sử dụng thưa anh chị, 7 năm sử dụng chiếc xe này được bên cửa hàng bên em bấm giá gửi đến chị mức giá bán 485 triệu cho chiếc xe này. Tiếp theo chúng ta sẽ lên coi về cái phần cốp, phần khoang máy, cũng như là mình sẽ coi về phần keo chỉ và độ hở của phần kệ. Phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái tấm cách nhiệt bên trên này như mới, và một cặp ti đỡ nha, một cặp ti đỡ cabo, và toàn bộ keo chỉ trên này không mất của anh chị bất kỳ một phần nào cho chiếc xe đó. Và hệ thống amort xe này rin chưa mở nha, cụm đèn cũng vợ chưa phục hồi và chắc chắn không cấn bất kỳ ở trong phần trụ. Và máy xe này thì sử dụng máy rin chưa mở nha anh chị nha. Kia Hyundai đóng chung, kèm theo đó là toàn bộ hệ thống đồ rất là chắc luôn đó. Tiếp theo chúng ta sẽ coi về phần bình kính và dàn kính chiếc xe này nha. Kính, toàn bộ chi tiết kính sẽ là mã 12 đúng không ạ? Mã 12 kính sau, mã 12 thì kính sau. Bên tài, bên tài mã 12, mã 12 thì chắc chắn đây là một chiếc xe rin rồi nha anh chị nha. Mã 12 viền nguyên bản nha. Thì bên trong này chúng ta có một của Hyundai đồng hoàng nha. 485 triệu mua được khá nhiều thứ. Cục ABS của chiếc xe nằm đây nha. Xe này thì đời này đã có cân bằng điện tử rồi, chạy cực phê luôn. Số sườn chiếc xe này nằm đây anh chị nha. Và số máy thì Hyundai để số máy hơi kỹ chút xíu, em có thể là em chỉ cho anh chị trực tiếp khi mà anh chị đến trực tiếp cửa hàng nha. Còn phần form dáng thì số nét cực nuột rồi đúng không ạ? Hyundai số nét cực nuột luôn đó. 10 túi khí, 2 cửa sổ trời, đèn nổ start up, kính gập điện chỉnh điện có đủ, mâm 18 inch, 4 thăng đĩa. Rồi sao nhiều thế? Vậy thì thiết kế của người Hàn Quốc có thể nói là về option cực cao, và chiếc xe này có thể nói là cách âm cực tốt, gian lạnh có vẻ xịn sò hơn, toàn bóng đèn không à. Đó, ví dụ như điều chỉnh hướng gió nè, sáng ở đâu thì sẽ nằm ở vị trí đó nè, đúng không ạ? Đó, trên mà, phần trên mặt và bên dưới nè. Đó, tăng quạt nằm đây. Đó, giảm quạt nè, chỗ này chúng ta sẽ có một hộp cốp nè, để đồ nè. Đó, chỗ này chúng ta có thể kéo vào nè, mở ra kéo vào nè. Hộp tỳ tay nằm bên này, hộp tỳ tay bằng da nha, hai tầng. Ui dồi, trong này thì chúng ta sẽ có một cái chỗ để smart key nằm trong này nha, nằm trong này, mà không biết nó có kèm sạc hay không, thì cái phần đó em cũng chưa có rõ trên cái phiên bản này. Có hệ thống đồng hồ xe này cực đẹp nha, hệ thống đồng hồ này, bên này sẽ là công tơ mét, bên này sẽ là tua máy, và có nè mở cửa báo luôn trên này luôn đó, đóng cửa này là sẽ tắt nè. Mặt khay hình như mặt khay này không tự sạc được, phải thay pin rồi đó. Chúng ta có thể để vào trong này. Đó, nhưng mà để bên ngoài này chúng ta vẫn nổ bình thường nha. Kèm theo đó chúng ta sẽ coi về hộp số. Và xe này mới chạy có bao nhiêu đâu ạ? 119.328 cây nè. Phần đèn cho này em tích cực, và ship lock chưa mở nè. R là lùi nè, cảm biến hoạt động luôn. Mo nè, D nè. Và bên này sẽ là tầng 1, 2. Đó, bán tự động bên trên này nha. Để bao số 1 hoặc số 2. Tầng D. Xe không giật bất kỳ nha anh chị nha. Đó, không giật bất kỳ, chỉ trừ khi tay em rung thôi, chứ không có một động đậy gì hết. Đó, cực kỳ tốt nha. Hai cửa sổ trời, úi dồi ôi. Và phiên cách nhiệt xe này cực kỳ xịn sò luôn. Đó, nghe không thôi, 4 thăng đĩa, 10 túi khí là sung sướng cuộc đời của em rồi, đúng không ạ? Còn keo chỉ thì chắc chắn không mất một phần nào nha, không mất bất kỳ phần nào. Đèn đóm có, hộp tỳ tay không khuyết, khóa chưa khuyết nè, phần chủ và lách cửa chưa mở. Phê chưa? Đứng bên hông thì dường như chúng ta không nghe thấy tiếng máy nha. Đó, không nghe tiếng máy. Vậy chúng ta có khóa trẻ em luôn, đúng không ạ? Cặp đèn đằng sau thì tuyệt đẹp rồi, đúng không ạ? Rất là đẹp rồi. Đó, rất là đẹp nha. Mâm miết, độ hở của cạn,
trị của phần phụ lái nè, bộ khóa cực kỳ đẹp, da thì toàn bộ da xịn thôi, bên này chúng ta cũng có luôn. Và phần này chúng ta sẽ có thêm đó là ghế chỉnh điện bên phụ luôn, khóa cực căng, cửa sổ chờ. Giờ em khóa phần này test cửa sổ chờ, đợi thẳng này. Đó, rất là êm nha, rất là êm. Đó, và đóng lại. Đó, cực tốt nè. Đó, sẽ kéo hai phần rèm này lại nha. Đó, nè, mở rèm ra nè. Đó, mở rèm ra nè, cực kỳ tốt nha. Và phần khoang bên hông nè, cái túi khí bên phụ nằm đây nha, điểm nổ nằm đây luôn. Hộp cốp có đèn. Đó, hệ thống loa cực tốt. Cũng sổ bóng chưa? Và keo chỉ cửa phụ. Đó, còn xe này cách âm còn cao thủ hơn cả Camry nữa. Và nếu như anh chị nào thích chiếc xe này với mức giá 485 triệu hãy gọi cho em vào số điện thoại 0976124949. 485 triệu bán với giá thành, bán túi khí nha anh chị nha. 48 triệu một túi, 10 túi 485 triệu. Có vẻ là cực rẻ đúng không ạ? Cực rẻ, 10 túi khí. Hiện tại bây giờ mình mua không thôi đã rơi vào tầm khoảng đâu đó 40 triệu một túi rồi. Đó mà 10 túi hết 400 triệu rồi. Thắng đĩa cân bằng điện tử bán vài chục và rất là rẻ luôn. Và nếu như anh chị nào thích chiếc xe này hãy gọi cho em số điện thoại 0976124949 hoặc là 0826294949 nha anh chị nha. Và thay mặt cho toàn thể anh em làm ô tô tại trường ô tô Tây Nguyên, kính chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui cuộc sống. Và anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để cập nhật những chiếc xe mới nhất từ cửa hàng bên em cũng như giá xe phân khúc gia đình tại thị trường ô tô Tây Nguyên Lâm Đồng. Và xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo của em.